lần đầu em gặp chồng là lúc hai đứa làm cùng nhau. Lúc đầu thì cũng không ưa nhau lắm, nhưng mà nói chuyện nhiều thì lại có cảm tình với nhau. Chồng em theo em cảm thấy người ấm áp, nếu mà lúc đầu không quen thì sẽ là người ít nói, nhưng mà quen rồi thì là người biết quan tâm chăm sóc người khác. Nói chung là em thấy là may mắn khi gặp chồng em. Hôm nay thì em có lẽ là người hạnh phúc nhất rồi. Em tìm thấy được một người mà lúc nào cũng kiểu như là nghĩ đến em ấy, kiểu lo cho em. Hôm nay em rất là hạnh phúc. Hôm nay là nhân dịp ngày lễ đính hôn của cháu Băng Tâm và Hiển Minh. Gia đình rất là vui mừng, không biết nói gì hơn. Xin kính chúc cho hai cháu luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và chúc cho ngày hôm nay thật là vui, thành công, tốt đẹp. Chúc mừng đám cưới vui vẻ. Cảm ơn bà. Chúc hai bạn đẻ nhiều nhớ. Chúc bạn trăm năm hạnh phúc nha. Tôi cảm ơn. Chúc hai bạn làm vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay thay mặt tập thể lớp 32 là chúc bạn Tâm là trăm năm hạnh phúc nhá, sớm sinh quý tử. Cảm ơn Tâm nhá, trăm năm hạnh phúc này, sớm sinh quý tử này, chúc con trai đồng lòng và an toàn nhất. Cảm ơn Happy Wedding. Found a story that we saw.
Every moment is a song. I'm here in every beat. You make me wanna celebrate, celebrate, celebrate. Celebrate, 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 celebrate tonight. Ooh, 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 ooh. Celebrate tonight. Ooh, 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 ooh. Celebrate tonight. Celebrate tonight. Like a picture that I've painted in my wildest dreams, came to life in every feeling that you gave to me. You make me wanna celebrate.